để bọc gốc lại để giúp gốc không bị sơi đất ra ngoài. Chắc mình phải tập nói những cái giọng Hà Nội đi để mai thì làm hơn đỡ thế nhỉ. Đây là. Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần gốc này vào trong cái miếng bì này để giúp cho có thể giữ chặt được những cái đất của rễ không bị rơi ra ngoài, để giúp cho cây đảm bảo sự sống các bạn nha. Vâng, chúng ta đã hoàn thành xong bố xong cái phần gốc. Phần ngoạn thì chúng ta cũng nên bố lại để không bị cây sẽ bị rã ra ngoài. Cho cái túi vào luôn rồi anh. Cháo ơi. Dạ. Cháo cái túi đi. Cái mặt đi. Cho cái kéo đằng trước. Vâng, thưa các bạn, đây là ta đã hoàn thành xong một cái việc, đó là bọc cái gốc cây vào trong miếng bì và buộc giữ chặt để chúng ta sẽ vận chuyển những cái đường đi xa mà không luôn bị hư các bạn nhé.